tử lại tìm ca gây sự đúng không? Đợi đệ cao lớn hơn, đệ sẽ không để huynh ấy bắt nạt ca nữa đâu. Đúng ca, nếu ủ sẵn 10 vò kim sư tử, chờ đệ thắng trận trở về. Trần Anh, ta đến trễ. Xin lỗi đệ. Chủ nhân, Đinh Kiệt tìm ra một người còn sống, nhưng hắn bị thương nặng, xem chừng khó cứu. Bằng mọi giá phải cứu được hắn cho ta. Ta nhất định trả thù cho đệ. Phụ hoàng vạn tuế. Chẳng hay phụ hoàng triệu kiến có việc gì ạ? Lễ tang thập ngũ đệ của con chuẩn bị đến đâu rồi? Bẩm phụ hoàng, tất cả đã sẵn sàng. Con đã sắp xếp nội vụ phủ chuẩn bị đầy đủ nghi thức, đồng thời bố cáo toàn thiên hạ. Toàn bộ binh sĩ tử trận sẽ có bài vị đặt tại Thiên Tán Lăng. Gia quyến cũng được hỗ trợ đặc biệt. Vị vụ xe phượng lương bị cướp trên đường tiếp tế, điều tra đến đâu rồi? Bẩm phụ hoàng, quân Vẫn Lương bị tiêu diệt toàn quân. Thủ pháp mang rợ, chắc chắn là do bọn Mang Tộc. Nhi thần vô dụng, đã không thực hiện được nhiệm vụ hậu phương của mình. Xin phụ hoàng trách phạt. Bẩm hoàng thượng, vụ cướp lương này có điều kỳ lạ. Tướng quân Nguyễn Mạnh, ông ngoại của thập ngũ hoàng tử Trần Anh. Khanh nói đi. Thần là người đầu tiên đến hiện trường vụ cướp lương. Đoàn Vẫn Lương đúng là đã bị giết hết, nhưng kỳ lạ là lương thực vẫn còn nguyên. Sao chứ? Thập ngũ hoàng tử đã gửi tin báo rằng cả quân Mang và quân ta đều cạn lương, hai bên rơi vào thế giằng co. Nếu quân Mang đi cướp lương thực, tại sao không mang lương thực về? Ý của ngài là? Thần cũng đã kiểm kê xác chết tại hiện trường vụ cướp lương, có cả thảy 10 xác ngựa, trong đó 6 con là của đội Vận Lương, 4 con còn lại đang lẽ là của Mang Tộc, nhưng chúng là không phải loại ngựa Mang Tộc thường sử dụng. Dưới móng ngựa của chúng có khắc ký hiệu lạ. Thỉnh hoàng thượng và các vị đại nhân xem qua. Đúng rồi, ký hiệu rất lạ, ta chưa từng thấy bao giờ. Ủa, Đỗ Khanh thấy qua ký hiệu này rồi sao? Bẩm hoàng thượng, ký hiệu này thần có thấy qua ở dường như là ở phủ thái tử. Làm sao không biết? Ta thường đưa công văn đến phủ thái tử cho ngài ấy phê duyệt, vẫn hay thấy ngài ấy dùng ký hiệu này trên hộp văn thư và trên ống tay áo gia binh nữa mà. Tiết hiệu sứ đại nhân, ngài chắc không nhìn nhầm đó chứ? Mẹ ơi, dù sao cũng không phải mình tôi thấy cái ký hiệu đó. Phu mật sứ đại nhân cũng thấy mà, phải không? Gì vậy bà? Tôi cũng không nhớ rõ lắm, mắt tôi cứ đến chiều là nó kèm nhèm mà, cho nên là... Cái đám này hôm nay cả gan làm phản hả? Bẩm phụ hoàng, còn đúng là có hay dùng ấn ký này, nhưng nếu chỉ căn cứ vào một hình khắc trên bóng ngựa mà quy kết tội cho con thì e là đã trúng kế của địch. Mang Tộc ranh ma xảo quyệt, có thể đã theo dõi nhi thần và cố tình gài bẫy khiến phụ tử ta nghi ngờ lẫn nhau, triều đình chia rẽ. Nhi thần đúng là làm hậu phương tắc trách, nhưng tốt xấu gì vẫn là thái tử của Đại Nam, làm sao có thể tiếp tay cho địch phản bội đất nước được. Huống chi thập ngũ đệ với con còn là ruột thịt, mất đi đệ đệ còn đau lòng khôn xiết. Nhi thần một lòng hướng về Đại Nam, không hề có ý nghĩa nào khác. Nhi thần có thể từ bỏ hoàng vị này để tỏ rõ tấm lòng trong sạch. Xin phụ hoàng minh gia. Khó tình quá. Được rồi, đeo kim quan vào, đứng lên đi. Tạ ơn phụ hoàng. Ta dĩ nhiên sẽ không để con oan ức. Triệu nhân chứng vào đây.
thần Lê Hiên bái kiến hoàng thượng. Chẳng hay thái tử có biết người này không? Hắn là trưởng đoàn Phượng Lương, người duy nhất thoát chết trong cuộc tấn công ngày hôm đó. Để lại những gì mà người đã thấy đi, tuân lệnh.